Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, tìm ra nguyên nhân, đề ra khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, chuyển công tác là một trong những vấn đề cần làm rõ. Ghi nhận của truyền hình Internet báo Đắk Nông. Y tế là ngành có nhiều cán bộ, nhân viên xin thôi việc, chuyển công tác với 88 trường hợp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song chủ yếu vẫn là thu nhập thấp, chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống. Trước đây, tỉnh cũng đã có những chính sách ưu đãi, thu hút đối với y bác sĩ, nhưng chính sách thu hút nguồn nhân lực ở các cơ sở y tế tư nhân tốt hơn, nhất là đối với nhân lực có trình độ cao. Qua cái theo dõi của các ngành và giám sát của Hội đồng Nhân dân á, thì có 5 năm thực hiện thì chúng ta đã chi cái nguồn này là trên 20 tỷ thì tập trung vào cái thu hút bác sĩ và cái chính sách đãi ngộ. Tuy nhiên á, thì cái chính sách đãi ngộ á, thì ngành y tế thì lại rải ra cho tất cả các đối tượng từ hành chính luôn cho đến là y bác sĩ. Thế thì qua cái giám sát của hội đồng thì cũng có đề xuất là cái chính sách này nó phải ưu tiên từng cái đối tượng, ví dụ như đối tượng mà bác sĩ trực tiếp mổ hoặc là trực đêm trực ngày. Vừa qua, Sở Nội vụ đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành thi tuyển và tuyển dụng đối với 3 ngành có cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc nhiều như y tế, giáo dục và kiểm lâm. Song ngành y tế chưa có kế hoạch tuyển dụng và hợp đồng với các nhân viên lao động. Thì vừa qua thì Sở Y tế cũng có một cái báo cáo, có rất là nhiều nội dung đề xuất của Ủy ban. Và Ủy ban là cũng giao cho Sở Nội vụ là phối hợp với các ngành để tham mưu. Thì báo cáo chí thì chúng tôi qua nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Ủy ban là sang tuần sau sẽ mời có rất là nhiều các ngành liên quan để mà cùng với ngành y tế, và ngành y tế phải chuẩn bị các nội dung để đề xuất cụ thể các cái giải pháp và để bàn và tìm các cái giải pháp trong cái thời gian tới để giúp cho ngành y tế để tháo gỡ những khó khăn trong thời gian vừa qua. Cũng như y tế, ngành lâm nghiệp của tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tình trạng cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng xin nghỉ việc ngày càng tăng. Môi trường làm việc nguy hiểm, áp lực, cộng với thu nhập thấp, điều kiện đi lại, ăn ở gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Năm 2021 và 2022, ngành đã có 143 trường hợp nghỉ việc, chuyển việc. Ngành lâm nghiệp á, thì đối với cán bộ công chức thì số lượng ít thôi, mà chủ yếu là cái số lượng về quản lý bảo vệ rừng. Đó, thì về cái thu nhập thì thấp, như về đồng chí Lê Trọng Yên cũng đề xuất là phải xây dựng cái chính sách là tăng thêm cái tiền mà để mà giao khoán cái quản lý bảo vệ rừng, nâng cấp cái đó lên thì để cái lực lượng này nó có thêm cái nguồn thu để đảm bảo thêm cuộc sống. Cũng đề xuất với các đồng chí thường trực ban chấp hành, chúng ta cũng sẽ xây dựng một cái chính sách để hỗ trợ, chính sách thông thường để hỗ trợ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng để hỗ trợ thêm. Tại sao mà chúng ta đánh giá, tại vì hiện nay Bộ Nông nghiệp đang lấy ý kiến của các tỉnh là liên quan đến cái việc nâng cái hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng, và theo dự kiến là chúng ta sẽ phải đề xuất khoảng 1 triệu đồng trên 1 hecta, và hiện nay thì đối với tỉnh ta là chỉ có tất cả hỗ trợ chính sách chỉ 450.000 trên 1 hecta, thì cái việc mà hỗ trợ chính sách để đảm bảo cái việc mà anh em đảm bảo cuộc sống và tâm huyết với lực lượng. Liên quan đến vấn đề này, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ sau khi Trung ương ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7, khóa 12 thì cần chủ động tham mưu tỉnh đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.